Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về cái máy vặn vít 12V của hãng The One DCF 601. Thì nó đi hai cục pin 2A và một sạc 12V và 20V. Hàng Mỹ về sạc điện 120V. Và nó là có chứng nhận UL. Hàng Mỹ có chứng nhận UL và vặn vít này nó tầm khoảng 6 lạng rưỡi và rất là ngắn để cho anh em sử dụng vào việc mở ốc xe, mở dàn áo xe, và nó có cái cấp trượt luôn. Thì mình sẽ test cho anh em. Hàng này hàng Mỹ về. Giá của nó là hai pin một sạc và 3 trụ đi 3 triệu đúng nha anh em. Nó có không trở than. Đây. Có cấp độ trượt luôn. Đấy. Rồi giá con này là 3 triệu bao gồm hai cục pin. Hai cục pin một cục sạc. Đây cho anh em xem. Con hàng mới 99%. Bao gồm có một cái túi xách này. Hai cục pin này, một sạc này. Sạc này anh em có thể dùng 20V luôn. Đấy. Pin nó có báo dung lượng pin luôn nha anh em. Đấy. Pin có báo dung lượng luôn. Động cơ không trở than và hai pin một sạc, giá 3 triệu thì đủ đỡ cho anh em làm công việc mở máy tính này, mở vít này thì cũng rất là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 180. Cảm ơn anh em.